Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu, trong ngàn muôn kiếp có tìm cầu. Con đang nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Kinh Đại Bảo Tích quyển 11. Hán dịch đời Tây Tấn, Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ. Pháp hội 3. Mật tích Kim Cang Lực Sĩ phần 4. Mật tích Kim Cang Lực Sĩ là nói với Bồ Tát Tịch Ý: thế nào là tâm bí yếu của Đức Như Lai? Tâm Như Lai thanh tịnh, do đâu mà biết như vậy? Tất cả chư thiên sinh ra do một thức tuệ mà sống 84.000 kiếp. Lại nữa, thần thức của chư thiên chẳng cải biến làm thức khác, cho đến tâm được định, lại được thọ mạng nữa, từ thân đó chết rồi, nhân nơi hành nghiệp của họ thọ sinh nơi thân khác. Như vậy, thưa Bồ Tát Tịch Ý, Đức Như Lai từ đêm thành Phật đạo đến ngày diệt độ, trong khoảng thời gian ấy, Đức Như Lai không nghi, cũng không xoay chuyển lại, tâm không suy nghĩ, không duyên đi, tâm không có chẳng vững chắc, tâm không hợp nơi đâu, tâm không tán, không loạn, không dời, không đi, không nhìn, không lặng, không lỗi thời, không mê, không cầu lý, không tối, không sinh, không vui mừng, không khiếp sợ, không dừng, không qua, không tưởng, không trông, không cầu tưởng, không tiêu diệt, tâm không xem, không biết, không chỗ trụ, tâm không xem tâm kẻ khác, mắt không thấy, tai không nghe, mũi không ngửi, lưỡi không nếm, thân không chạm, tâm không tưởng niệm, ý chẳng dựa nơi sắc, thanh, hương, vị, xúc, đẹp, tốt, thơm, ngon, mịn, trơn, tâm chẳng nương theo pháp, tâm không chỗ vui, tâm chẳng phải chẳng vui, tâm chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, tâm chẳng vào nơi pháp, tâm chẳng vượt trí tuệ, tâm chẳng xem quá khứ, chẳng xem vị lai, chẳng xem hiện tại. Tâm của Như Lai là tâm thánh thanh tịnh vòi vọi. Tâm Như Lai chẳng tạo nghiệp tội phước, với tất cả pháp trí tuệ không chướng ngại mà thì hiện khắp. Tâm Phật thanh tịnh chẳng thấy tâm kẻ khác chẳng thanh tịnh. Chỗ được thấy ấy cũng không chỗ xem. Nếu là chỗ xem cũng không có vọng tưởng, không phóng dật. Thấy chỗ được nhìn xem cũng không chạy theo. Xem có được thấy trọn, không có chỗ thấy. Chỗ thấy của Đức Như Lai chẳng phải nhục nhãn thấy, chẳng phải thiên nhãn thấy, chẳng phải tuệ nhãn thấy, chẳng phải pháp nhãn thấy, chẳng phải Phật nhãn thấy, chẳng khiến thiên nhĩ nghe, chẳng khiến tâm xem tâm kẻ khác, chẳng tạp niệm giới biết sự quá khứ, chẳng nương thần thông mà làm biến hóa, chẳng nương sở hữu. Các phiền não đã hết, với tất cả pháp đều không hội hợp, không chỗ chướng ngại, không các tường, không các nghiệp, vĩnh viễn không phan duyên. Trí tuệ Như Lai chiếu sáng mà dường như không có, để biết rõ tất cả tâm hành của chúng sinh. 10 trí lực, 4 tuệ vô ý, 18 pháp bất cộng. Đây cũng như vậy, tiến thoái không có làm, xả bỏ tâm thức. Không xa rời Như Lai tam muội chánh định, làm tất cả Phật sự, tất cả các pháp tuệ đều không ngăn ngại, đều không chấp trước. Thưa Bồ Tát Tịch Ý, Đức Như Lai chỉ chân hóa làm tự Như Lai. Hóa Như Lai ấy không có tâm, ý thức, thân, khẩu, ý nghiệp, hành động thì hiện đều rốt ráo chân chánh, tùy thời có thể làm Phật sự. Hóa Như Lai không có suy tưởng, cũng không cầu nhớ. Thưa Bồ Tát Tịch Ý, đạo tâm cũng vậy, Như Lai. Như hóa Như Lai không khác. Biến hóa ấy chỗ tưởng niệm, không thân, khẩu, ý, nhân duyên tiến thoái, mắt nhìn thấy đó đều làm Phật sự, cũng không sở hữu. Gọi là biến hóa ấy thì đều không chỗ làm, các pháp như biến hóa. Đức Như Lai biết được biến như biến hóa, mà thành bậc tối chánh giác, đã thành bậc chánh giác rồi. Trí tuệ của Đức Như Lai chẳng dừng ở năm ấm 12 nhập, cũng không 18 giới, chẳng dừng ở trong ở ngoài, không thiện, không bất thiện, không hiện thế, không độ thế, không có phiền não, không có chẳng phiền não, không chán trần cảnh lao tranh cãi, chẳng ở vô vi, có số không có số, không có ba thuở quá khứ hiện tại vị lai xoay quanh qua lại, chẳng ở hữu vi, có chỗ quan sát, chẳng ở vô vi mà quan sát. Trí tuệ Như Lai cũng vậy, không có chỗ dừng ở như vậy. Đức Như Lai chỉ chân đối với chí tánh của tất cả chúng sinh, hiển hiện trí tuệ nhân từ, không có tổn hại mà cứu tế nguy ách. Bồ Tát Tịch Ý nên biết, bí yếu của Đức Như Lai nếu có chỗ vào ban tuyên giáo hóa, thì không đâu chẳng khắp thấu.
Lại nữa, bí yếu của Đức Như Lai không có hạn lượng, tuyên giác bí mật không thể cùng tận. Lúc Mật Tích Kim Cang nói phẩm Như Lai bí yếu, vô số thế giới chấn động sáu cách, ánh sáng lớn chiếu đến mười phương, thấy mười phương vô tận cõi Phật, trời mưa các thứ hoa, các nhạc khí chẳng đánh tự kêu. Vô lượng số người phát tâm vô thượng Bồ Đề, vô số Bồ Tát được vô sinh pháp nhẫn, vô hạn người được nhu thuận pháp nhẫn, vô số Bồ Tát được nhất sinh bộ xứ, công đức vang xa do nhân duyên ấy nên các chúng Bồ Tát ở hiền kiếp trong tất cả Phật quốc mười phương đều là bậc tịnh tu phạm hạnh. Vì cúng dường pháp nên đồng tung hoa dâng lên Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ, hoa được tung lên ấy hóa thành lộng hoa. Thừa oai thần của Đức Phật, tất cả lộng ấy đều đến chỗ Đức Phật, bay vòng quanh Đức Phật và Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ ba vòng che khắp chúng hội. Các lộng hoa ấy, hoa báu ấy, lại dừng ở hư không bay ngay trên Đức Phật. Từ các lộng báu ấy vang ra âm thanh không gì so sánh được. Kính thưa Thế Tôn, các Bồ Tát ở hiền kiếp sai chúng tôi đến cúng dường Đại Thánh và Mật Tích Kim Cang, dân pháp cúng dường, đã ban tuyên chỗ nói bí yếu chẳng thể nghĩ bàn của Đức Như Lai Chí Chân. Đây là oai thần của Đức Như Lai làm ra cả. Lúc ấy cả chúng hội nghe những lời trên đều rất vui mừng, vòng tay đảnh lễ Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ, rồi cung kính nói: Bạch Thế Tôn, chúng con được lợi lành, rất vui mừng được thấy Mật Tích Kim Cang, được nghe ngôn giáo bí yếu chẳng thể nghĩ bàn của Đức Như Lai. Nếu có chúng sinh được nghe yếu nghĩa của kinh điển này mà tin ưa bởi gần đạo nghiệp nên chẳng hồ nghi, chưa từng do dự vào lời huấn thị của Đức Như Lai, mà phải xem những người ấy là chẳng thoái chuyển, sẽ đến đạo vô thượng chánh chân. Lúc ấy Đức Phật khen Mật Tích Kim Cang: lành thay, khéo nói những lời ấy. Đức Phật lại bảo Bồ Tát Tịch Ý: công huân của Như Lai rất là chí chân, độ bốn tuệ vô sở úy, đúng như Mật Tích Kim Cang đã ca ngợi. Ai được nghe pháp này chẳng kinh chẳng sợ, hiểu được ý nghĩa, nếu có thể thọ trì học tập đọc tụng, vì người rộng giảng thuyết thì chẳng lâu sẽ được thọ ký vô thượng Bồ Đề, mô đạt đạo vô thượng chánh chân, thành bậc tố chánh giác. Bây giờ nơi đất ở giữa chúng hội đạo tràng ấy, trước mặt Đức Thế Tôn liền đứt ra sân 68.000 do tuần, tự nhiên có vòi nước to bằng bánh bằng vành xe phun cao lên hư không đến cõi Phạm Thiên, trước khắp cõi Đại Thiên. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịch Ý: ông có thấy vòi nước lớn phun lên hư không rưới khắp cõi Đại Thiên chăng? Bồ Tát Tịch Ý thưa: Bạch Thế Tôn, con đã thấy. Xin Đấng Thiên Trung Thiên thương xót dạy cho biết là điềm lành gì. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịch Ý: này Tịch Ý, ông nên biết vòi nước ấy, đất không có tư tưởng, không có ý nước rẽ, nước tự nhiên phun lên. Các vị Pháp Sư cũng vậy, nếu thọ trì kinh Pháp này, phụng hành đúng theo đây thì đều sẽ làm nứt rẽ, 62 thứ tà kiến sẽ được trí tuệ biện tài. Các vị chánh sĩ ấy vì chúng sinh mà giỏi nói chánh Pháp, làm vui đẹp lòng đại chúng. Lại nữa này Tịch ấy, người biết kinh điển như vậy đều thoát khỏi mạng trong ba đường ác đạo. Lúc ấy Tôn giả Xá Lợi Phất tiến lên bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các chúng Bồ Tát trong hiền kiếp ở tại thế giới chư Phật mười phương thanh tịnh thu phạm hạnh, sau khi các Bồ Tát ấy thành Phật, có phải vị Mật Tích Kim Cang này sẽ đều tay cầm chạy Kim Cang hầu hạ phía sau chăng? Đức Phật nói: thôi đi này Xá Lợi Phất, việc ấy chẳng thể nghĩ bàn được. Chư thiên và người đời nghe được lời ấy hoặc sẽ mê lầm việc làm của Bồ Tát, hoặc có thể chẳng tin. Tôn giả Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, nếu người hữu học nghe, gieo trồng những gốc lành sẽ tin ưa đó, chúng con đều sẽ lãnh thọ lời giảng dạy của Đức Như Lai. Đức Phật dạy: này Xá Lợi Phất, ông có thấy Mật Tích Kim Cang ấy đứng hầu phía sau Đức Phật chăng? Xá Lợi Phất thưa: vâng, con đã thấy. Đức Phật dạy: đó là do thần thông lực bản nguyện nên ông ấy đứng hầu như vậy. Các chúng Bồ Tát trong hiền kiếp thành Phật, Mật Tích Lực Sĩ thường sẽ đứng hầu, cũng như đứng hầu ta vậy. Đó là do thệ nguyện từ trước, nên ông ấy có sức thần thông tự tại như vậy. Này Xá Lợi Phất, giả sử tất cả chúng sinh trong cõi Đại Thiên vị lai thành Phật đều sẽ cần hầu hạ. Lúc được thành Phật, ông ấy cũng cầm chạy Kim Cang.
tự mình thì hiện đều đứng hầu phía sau. Dẫu biến hóa như vậy, nhưng oai đức thần thông của vị chánh sĩ ấy chưa có tổn hao. Này Xá Lợi Phất, ông có thấy này Mật Tế Kim Cang thường đứng hầu phía sau Bồ Tát Di Lặc chăng? Xá Lợi Phất thưa, bạch Thế Tôn, con đã thấy. Nhờ thánh chỉ của Đức Phật mà con được nghe việc từ nào tới giờ chưa được nghe. Đức Phật nói, này Xá Lợi Phất, ông ấy thường hầu Bồ Tát Di Lặc mà các ông chẳng thấy thôi. Lúc ấy, các Bồ Tát ở phương khác đến, cùng Đế Thích Phạm Thiên và Tứ Thiên Vương, đều thấy Mật Tích Kim Cang đứng hầu phía sau Bồ Tát Di Lặc và hầu các Bồ Tát ở hiền kiếp. Bồ Tát Di Lặc và các Bồ Tát trong hiền kiếp hóa làm ức trăm ngàn triệu chúng Bồ Tát, khai thị cứu độ chúng sinh. Mật Tích Kim Cang lực sĩ đều đứng hầu phía sau các hóa Bồ Tát ấy. Chánh sĩ Mật Tích này có oai đức chẳng thể nghĩ bàn, thần thông biến hóa vòi vòi trường ấy, sao phép thần thông trí tuệ chẳng có hạn lượng. Lúc ấy Bồ Tát Tịch Ý nói với Mật Tích Kim Cang, có thể nào ngài vui lòng nói cho biết Đức Như Lai cần tu khổ hạnh, trang nghiêm đạo thọ, hàng phục ma, quân ma và quyến ma chuyển pháp luân, gầy dựng thánh đế. Mật Tích Kim Cang nói, thưa Bồ Tát Tịch Ý, công đức của Đức Như Lai chẳng thể hạn lượng. Giả sử sống lâu một kiếp nói công đức ấy cũng không thể nói hết. Nay tôi theo oai thần của Đức Phật mà nói sơ lược những điều cốt yếu. Thưa Bồ Tát Tịch Ý, chỗ làm của Bồ Tát chẳng vì một sự việc mà cần tu khổ hạnh. Vì muốn cứu tế hàng dị học ngoại tà, từ nơi thân hành trị nghi hiển thị oai nghi, nhân đó mà hóa độ được những chúng tà kiến ngoại học. Bồ Tát hiện thân tối thắng tôn quý đệ nhất, xuyên làm khổ hạnh không ai bằng được, thì hiện oai nghi lễ tiết mà tất cả hàng ngoại học tà dị không theo kịp được. Với hàng tà ngoại ấy, Bồ Tát ở một chương cú giảng giải vô lượng nghĩa, hoặc hiện lên phương tiện, hoặc hiện lên phương trên, hoặc hiện đi quanh qua lại mặt trời mặt trăng, hoặc hiện thần thông bay đến chỗ ở ẩn của các tiên nhân, hoặc hiện là quốc sư cư sĩ, hoặc hiện làm thánh đế Tứ Thiên Vương, Đế Thích Phạm Vương, chuyển luân thánh vương, hoặc hiện thân khổ hạnh nằm trên gai góc, hoặc hiện nằm trên cỏ, trên trấu, trên đất, hoặc hiện chỗ nằm đáng sợ, không đáng sợ, hoặc hiện ăn trái, mặc áo rách, hoặc nằm trên nước lầy, hoặc hiện mặc áo đỏ, hoặc hiện cùng ở, cùng đi với nhóm lõa thể, hoặc hiện ăn khổ hạnh như ăn đậu, ăn mè, ăn củ cải, ăn khoai, ăn rau, ăn gai, ăn lá bông trái, ăn táo, hoặc ngày ăn một lần, hoặc ăn hai lần, hoặc hiện thường ăn, hoặc hiện bảy ngày ăn một lần, hoặc 15 ngày ăn một lần, hoặc một tháng ăn một lần, hoặc ăn một giọt bơ, một giọt dầu, một giọt mật, hoặc uống một giọt nước, một giọt sữa, hoặc hiện chẳng ăn, hoặc hiện thường đứng, hoặc hiện thường ngồi, hoặc hiện nhiều cử chỉ khác không thể kể xiết. Đây là những khổ hạnh mà Bồ Tát thị hiện. Bồ Tát hiện làm khổ hạnh đủ 6 năm, chẳng phải chỉ một hạnh khổ, mà thị hiện đầy đủ ngần ấy thứ, là còn siêng tu tinh tấn vượt hơn cả khổ hạnh ấy. Các chúng sinh chẳng thấy hết được oai nghi cử chỉ của Đức Như Lai, cũng chẳng biết được hành vi của Bồ Tát. Nếu có chúng sinh hay hành đạo, đáng được hóa độ mới có thể thấy được oai nghi cử chỉ của Bồ Tát. Bồ Tát hành động không có hư luống. Đây là Bồ Tát siêng tu đầy đủ khổ hạnh khai hóa 60 triệu người, 300 vạn chư thiên mà nhân dân đều được nhập đạo. Lúc ấy Bồ Tát hành sự vi diệu, ngoài đài cao lầu báu mà thì hiện sinh không có các hoạn nạn, trọn được an ổn, thường ở trong tam muội chánh định, mà lại hiện khổ hạnh 6 năm, rồi lại thấy Bồ Tát đứng dậy đi. Lúc ấy chư thiên cầu pháp lạc chẳng mến thế tục, ở bên Bồ Tát chẳng mong gì khác, chỉ mong được nghe pháp đại thừa. Lúc ấy có Bồ Tát tên là Pháp Chủng, ưa thích đại thừa, nhập vào đại bi. Lại có Pháp Điển, tên là Nhập Bất Tư Nghị Pháp Môn, lại gọi là Phổ Nhiếp Hàng Phục Các Tà, tất cả chúng ma vào trong khổ nạn trọn được an lành. Thưa Bồ Tát Tịch Ý, Bồ Tát siêng tu khổ hạnh đầy đủ 6 năm,
Rồi thể hiện oai nghi tinh tấn, Bồ Tát rời chỗ ngồi, đi đến bên bờ sông Ni Liên Thiền. Vì thuận theo thế gian nên Bồ Tát cố ý đến sông Ni Liên Thiền, tắm rửa sạch sẽ, rồi rời sông đến đứng một mình ở chỗ khác. Bây giờ có nàng Di Ca, tên là Thiện Ấm, vắt sữa 1000 con bò cho 100 con bò uống, vắt sữa 100 con bò này cho 10 con bò uống, vắt sữa 10 con bò này cho 1 con bò uống. Nàng vắt lấy sữa con bò sau cùng này để nấu cháo sữa. Cháo sữa ấy sôi bắn lên cao vài mươi trượng. Nàng Di Ca lấy làm lạ. Có vị phạm chí bàn rằng, người sắp thành Phật mới đáng ăn cháo sữa này. Nàng Di Ca mang cháo sữa đến chỗ Bồ Tát. Cũng có 6 vạn chúng trời rồng, Ca Thất Bà, đều mang theo thức ăn ngon ngọt, đặc biệt khác lạ, đồng đến chỗ Bồ Tát. Tất cả đại chúng đều thưa bạch Bồ Tát. Xin Bồ Tát xót thương nhận đồ cúng dường. Lúc ấy Bồ Tát nhận cháo sữa của nàng Di Ca Thiện Ấm rồi ăn. Bồ Tát cũng nhận lấy thức ăn của 6 vạn chúng chư thiên, chư thần và đều thể hiện ăn. Những người dân cúng thức ăn lên Bồ Tát đều tự thấy Bồ Tát chỉ riêng nhận ăn đồ cúng dường của mình mà không thấy nhận của người khác. Mỗi người đều tự nghĩ rằng Bồ Tát riêng nghĩ tưởng nhận được ăn đồ của mình dân cúng, Ngài sẽ thành tựu vô thượng Bồ Đề, thành bậc đẳng chánh giác. Họ đều rất vui mừng và đều phát đạo tâm, được không thoái chuyển. Đây gọi là nhận lấy thức ăn dân cúng, vì khai hóa chúng sinh nên thị hiện 6 năm, siêng tu khổ hạnh. Thưa Bồ Tát Thích Ý, đó là Bồ Tát tùy theo thế tục nhận đồ cúng dường mà ăn, khiến thân thể khí lực đầy đủ an hòa, rồi đi đến dưới cây. Có địa thần tên Thiện Địa Thiên Tử, bảo chư thiên tử khác và các địa hành thiên thần giữ đất chẳng cho rúng động. Sau khi đến dưới cây, Bồ Tát dọn dẹp sạch sẽ cõi đại thiên ấy. Lúc ấy bỗng nhiên thanh tịnh, rúi hoa thiêu hương, nước thơm tưới đất. Trời Ca Lô Tích cầm hoa trời thiên cung ở trong hư không, thấy Bồ Tát thì vui mừng mưa các thứ hoa. 4 vị thiên vương cùng quyến thuộc bay đến 4 phương, dùng màn lưới vàng tử kim che khắp cõi đại thiên để cúng dường. Trong cõi đại thiên, chư thiên vương cùng chư thiên quyến thuộc, trời Đau Lợi, trời Dạ Ma, trời Đấu Xuất, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, dân màn báu cùng trân châu minh châu cúng dường. Chúng trời rồng Càn Tát Bà, Atula, Ca Lô La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già đều dùng thần thông sửa sang trang nghiêm tất cả cõi dục. Lúc ấy có vị Đại Phạm Thiên Vương tên Oai Thần Tự Tại là chủ cõi Đại Thiên, đến chỗ cây Bồ Đề. Đại Phạm Thiên Vương ấy bảo các Phạm Thiên, các vị phải biết, Bồ Tát Đại Sĩ đây, ở chỗ chư Phật quá khứ tu hành chánh hạnh trong các cội công đức, đảnh lễ quý mạng vô số chư Phật, nguyện lớn, chí, ý, vững mạnh, đầy đủ Bồ Tát hạnh, phụng tu các Ba La Mật Đa đều được tự tại, chư Thánh hòa nhã khéo tu thanh tịnh, vào hết căn tánh của tất cả chúng sinh, thông đạt tất cả bí yếu của Như Lai, vượt qua tất cả ma sự, đầy đủ công đức, không kính ngưỡng nương tựa của người khác. Kiến lập đạo Pháp vô thượng, là đại đạo sư cứu thế chúng sinh ban tuyên kinh điển, khi tất cả chúng sinh hợp nhất dũng mãnh, bạc trừ cảnh ma, vĩnh viễn không bị nghiệp ma làm nhiễu loạn đạo Pháp, là đại y vương chữa lành bệnh chúng sinh, đội mão giải thoát làm đại Pháp vương trí tuệ sáng suốt, diện thánh đế vô thượng, chẳng bị 8 phép thế tục trói buộc, như hoa sen chẳng với bùng, chẳng nắm giữ các pháp, chẳng sót quên như sông biển, trí chẳng hạn lượng như núi Tu Di, chẳng động lay, rửa sạch tâm mình như nước rửa bụi, không hề tự cao đại mà thường khiêm hạ, như châu minh nguyệt trừ tối và các thứ nhơ trượt, với tất cả pháp được tự tại chứ các cội công đức. Dường như Phạm Thiên là đệ nhất trên trời, Ngài đến dưới cây hàng phục quân ma, sẽ được đạo vô thượng chánh chân, là bậc tố chánh giác đầy đủ 10 thứ trí lực của chư Phật, 4 vô sở ý, 18 pháp bất cộng, chuyển đại pháp luân, làm sơ tự hống xuống mạng tất cả, 3 pháp thí được nhuần, muốn làm thanh tịnh đạo nhãn cho tất cả chúng sinh. Nhiếp lấy các pháp, dẹp trừ 96 thứ ngoại tà, bản nguyện đầy đủ, thấy rõ cảnh giới chư Phật 10 phương,
là bậc đại thánh oai đức tự tại, là bậc độ sinh bậc nhất. Phạm Thiên các vị phải khiêm hạ cung kính Bồ Tát. Lúc ấy Đại Phạm Thiên Vương ở trước chúng Đại Phạm Thiên nói kể rằng: chánh hạnh thanh tịnh, quyết pháp thượng diệu, thương xót thế gian, cũng thương chư thiên, đấng thiên trung thiên, tối tôn ở thế, đại thánh nay ở dưới cội Bồ Đề, sẽ hằng phục ma, cùng ma quyến thuộc, được vô thượng giác, thành nhất thiết trí, hưởng thọ pháp lạc, tối chánh giác rồi. Liền từ đó dạy chuyển chánh pháp luân, đại trí vô cùng, tiến đại sư tử, vui đẹp tất cả, tâm của chúng sinh, chỉ vì thanh tịnh, pháp nhãn chúng sinh, đạo sư đi đến. Dưới cội Bồ Đề, hàng phục ma quân, tiêu diệt dị học, vốn đã đầy đủ, thể nguyện thuở xưa, chánh giác pháp thân, sở kiến vô ngại, chư thiên khi ấy, đến chỗ Phật nói, lành thay tất cả, hãy cùng hòa đồng, phải trang nghiêm khéo, 3000 giới địa, trang sức tốt đẹp, từ cỏ dục này đến sắc vô sắc, đều đẹp như vậy, lành thay Phạm Thiên, tâm ngài nhân hòa, 3000 cõi này, thể đều nghiêm tịnh, dục, giới cũng thế, do trong sạch đẹp, nên nơi cúng dường hơn các nơi kia, danh hương, hương bột, các hoa thuận nghĩa, cho báu sáng rực, trống cùng kỹ nhạc. Có người nào thấy không ai chẳng mừng, và Phạm Thiên Vương khắp 3000 cõi, từ Phạm Thiên Vương đến Canitra, cùng các Phạm Thiên đều sinh thanh tịnh. Ở trong hư không, đệ nhất tôn thần, bậc thiên trung thiên, bậc nhất thấy tịnh, 60 ước triệu chư thiên đều đến vì Đại Bồ Tát, sắp kiếm cán tràng, rải các hoa trời cũng dường như mưa, các hương, thủy hương, dùng làm sạch đất, dường tòa châu báu, sắp xếp nhiều tòa, trang hoàng nghiêm tịnh, Phật tòa Bồ Đề, chư thiên chúng con thể đều hò reo, tùy nơi yên ổn khiến cho thanh tịnh. Lúc ấy Mật Tế Kim Cang nói với Bồ Tát Tịch Ý: lúc Bồ Tát sắp đến ngồi dưới cội cây, từ lòng bàn chân của tướng thiên bức luôn phóng ra ánh sáng chiếu khắp cả cõi đại thiên, tất cả chúng sinh nơi địa ngục, ngạ quỷ súc sinh ngần dứt sự khổ não. Ánh sáng đại quang minh ấy xoay chiếu đến địa ngục Hắc Nhĩ. Lúc ấy địa ngục Hắc Nhĩ nhờ ánh sáng của Đức Thế Tôn, chúng ở địa ngục này đều vui mừng hớn hở, tập hợp đông như mây. Bây giờ chư thiên đều nói bài tụng rằng: ánh kim quang đỏ tía từ giữa mày phóng ra, chiếu soi thân chúng con, làm cho lòng vui mừng. Con gặp Phật quá khứ, thấy điềm tướng tốt ấy, đại hùng quyết không nghi, nhất định Phật xuất thế, lành thay tạp hoa mang, hương hoa và hương xoa, với tử bích ngọc châu, tay phải mặc áo đẹp, đánh trống trội kỹ nhạc và treo các phan lọng, dựng cùng dựng cả phướng lớn, cúng dường Đức Thế Tôn. Người trong các địa ngục nhờ ánh sáng thanh tịnh cúng dịp, được cúng dường Đức Phật, cung kính theo Đại Thánh. Khi ấy trong Hắc Nhĩ, đại địa ngục, vua và chúng trong cung đều hội họp. Những người cùng đến hội họp này đều đem theo hoa hương, tạp hương, hương xoa, y phục, phướng lọng, kỹ nhạc, ra khỏi cung bay lên hư không, hóa làm đám mây báu, mưa ra hạt châu minh nguyệt, danh hương, hương bột, hương diên đàn, cùng hoa trân châu, nhờ chư long đại thần, thần túc biến hóa, đi đến chỗ Bồ Tát, cúi lại chân Bồ Tát, đi quanh bên phải 3 lần, đều đem tất cả những thứ cúng dường dâng lên Bồ Tát, và rỗi các kỹ nhạc được cúng dường, dùng kệ tụng khen ngợi Đức Thế Tôn Bạch Thế Tôn rằng: giống như có bảo địa trang nghiêm thật phong phú, Bồ Đề hoa quả tốt, được ngồi đạo tràng này. Như sông định không chảy, như trăng ở hư không, thành Phật khắp tất cả, hàng phục mọi ma quân, Thế Tôn bậc chúng hữu. Như mặt trời rực sáng, giống như trong 6 thông, như vua ông hòa âm, diễn nói tuệ thanh minh, như bánh xe Phạm Thiên, Đức Phật nay xuất thế, như kho tàng không hạn, ánh sáng nhật nguyệt kia, cùng ánh sáng Thích Phạm, ánh năng nhân vừa hiện, che khuất tất cả sáng, chiếu khắp trong điện con, biết Phật hiện ra đời, điềm lành vui mừng, biết nay Phật xuất hiện, thấy nghe câu Lưu Tôn, câu Na Mâu Ni Phật, ca diếp đến Bồ Đề,
vừa nghe tiếng ấy rồi, thấy được vô đẳng luân, ứng điềm cùng kia đồng, lòng sinh rất vui mừng. Nay ắt sẽ có Phật, Thế Tôn con thiện lợi, được rộng cúng dường Phật, lấy bốn sự thế quan, phụng tính hành cung kính, phúc đức gom góp được, toàn cúng bậc mắt sáng, đấng soi sáng cho đời, thành Phật vô đẳng luân. Bây giờ Bồ Tát đi đến vùng đất của Long Vương Ca Lân ở. Long Vương thấy Phật trong lòng rất vui mừng, liền tự ra khỏi cung điện, đến cõi Bồ Đề, rồi đứng bên phải Phật. Lại có một người tên là Cát An, ở đằng xa thấy Phật, nhân đó chàng đi tìm cho được cỏ tốt cầm ở trên tay và tiến dần về cõi Bồ Đề để ngắm nhìn Bồ Tát. Chàng thấy chư thiên đang tuyên sướng những âm thanh rất dịu dàng, vi diệu, cao siêu vời vợi và khả ý khoái lạc vô thượng để ca ngợi Bồ Tát. Chàng cứ đi quanh quẩn, tiến dần đến chỗ Bồ Tát. Mùi thơm của cỏ sông ngào ngạt khắp nơi, màu cỏ đẹp đẽ tươi mát khác nào màu thiên y. Chàng đem cỏ ấy dâng lên cúng cho Bồ Tát, rồi cúi đầu lễ chân Bồ Tát và đi nhiễu quanh Bồ Tát 7 lần để tỏ lòng ngưỡng mộ. Bởi tâm nhân hòa của chàng đã đến được chỗ không thoái chuyển, nó liền phát khởi được đạo chánh chân, chẳng thể nghĩ bàn. Tâm chàng tự nghĩ, chẳng nên làm những việc gì không nên làm, quán xét được như thế thì không có việc tốt lành gì mà không đến và sẽ được tốt lành. Do lúc ấy dân cúng cỏ lên cho Bồ Tát, nên chàng đã phát được đạo ý vô thượng chánh chân. Sở dĩ vì sao? Vì nguyện xa xưa nên được như vậy. Tịch ý nên biết đây là bản nguyện đời trước của Cát An mà tôi nhớ nghĩ biết như thế. Thưa Bồ Tát Tịch ý, tôi nhớ tôi ở quá khứ cách đây 91 kiếp, lúc Đức Phật duy vệ xuất thế đủ 10 đức hiệu, có 1000 vị tỳ kheo tu hạnh thanh tịnh được Phật duy vệ thọ ký, sẽ thành bậc tối chánh giác ở hiền kiếp. Trong pháp hội ấy có vị trưởng giả tên Hữu Chí, nghe sự tọa ký ấy cho Bồ Tát liền tự nghĩ, ở hiền kiếp, lúc các Bồ Tát sắp thành Phật, tôi sẽ cúng dường cỏ tốt để trải tòa sư tử trang nghiêm, thanh tịnh, an hòa, nhu nhiễn. Nhân đó tôi được phát tâm vô thượng Bồ Đề. Thưa Bồ Tát Tịch ý, trưởng giả Hữu Chí tuổi trước đó, đây là Cát An, vì bản nguyện mà vị ấy dâng cỏ tốt và phát đạo tâm, sau này vị ấy sẽ thành Phật hiệu là Bảo Tịnh Sư Tử Như Lai Chí Chân. Lúc Bồ Tát nhận lấy cỏ trải dưới cội Bồ Đề, thọ thần và 1 vạn tiên nữ để đem những túi đựng hoa trời, hương trời cùng phan lòng đến lạy cúng dường nghênh tiếp Bồ Tát và nói kệ khen ngợi Phật. Không hãi, không chỗ sợ, không khiếp, không sợ nạn, bất kiến lập khó gặp, không nhiễm, không si ác, không tội giữ hiểm họa, không ghen ghét, không ngu, lìa dục được giải thoát, cúi đầu lễ thánh tôn, lấy luật hóa độ người, không ngang ngược và tà hạnh, khéo làm thầy thuốc giỏi, trị liệu mọi khổ tật, thảy người không được cứu, không đèn sáng để về. Nay Phật hiện ra đời, cứu tất cả 3 đời. Chư thiên cùng đại chúng mang lòng vui hớn hở, tất cả khắp mưa hoa, bao nhiêu loại hoa ấy là chư thiên cúng dường. Cả áo mặc tốt kia sẽ được thành Phật đạo đều phát tâm vui mừng, bởi ngồi dưới thọ vương tâm không hề sợ hãi, dùng vị cam lồ này làm rách lưới trần lao, thấu suốt chỗ tĩnh lặng đến Phật đạo tối tôn. Như chư Phật quá khứ thấu suốt pháp tối thắng, chỗ phụng hành cốt yếu, tu số kiếp vô lượng, tích góp bao khổ hạnh vì muốn độ chúng sinh, xưa nguyện đã được thành, nay chính là thời đó sẽ được đạo bậc nhất, xin thương xót giảng diễn. Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ nói với Bồ Tát Tịch ý, lúc đó Đức Phật mang cỏ đi đến cội Bồ Đề, trải dưới cội cây, cúi đầu lạy và đi nhiễu 7 vòng quanh cây. Ngay khi Đức Phật trải tòa xong, 84.000 vị thiên tử thấy Bồ Tát trải tòa, tâm sinh vui mừng, liền sắp xếp 84.000 tòa sư tử rất vi diệu đặc thù, vô cùng cao rộng do các loại báu làm thành, dùng báu quý hiếm làm lan can, xung quanh dựng lên các hàng trướng dọc theo đường, trang điểm bằng tử kim, dùng trân châu,
treo rủ xuống ở khoảng giữa. Các linh đều bằng các loại ngọc, minh nguyệt, dạ quan treo la liệt. Khi có tiếng kêu, âm thanh rất hòa nhã thanh tao, có vô số y trời phủ lên trên. Khi đó Bồ Tát tự biến thân mình hiện khắp 84.000 tòa sư tử mà các thiên tử không hề biết. Vì nào cũng tự nghĩ, Bồ Tát ngồi ở tòa sư tử của ta thành tố chánh giác. Do đó tâm chư thiên đều vui mừng hớn hở, được tâm không thoái chuyện. Thưa Bồ Tát Thích Ý, lúc bấy giờ Bồ Tát dùng oai thần làm cho Ma Vương hay biết. Ma Vương liền cùng quyến thuộc vô số ức trăm ngàn triệu quỷ thần đều mặc giáp cầm vũ khí, hiển thần thông thế lực đến chỗ Bồ Tát bao vây khắp 336 vạn dặm. Ma Vương Ma Tuần cùng quyến thuộc quỷ thần ấy, dung mạo của họ đều khác nhau, đầu mặt chẳng giống nhau. Tiếng kêu, nói của chúng đều sai khác. Chúng hiện chẳng biết bao nhiêu là hình tượng, binh khí nghiêm chỉnh, cảnh huống rất đáng sợ. Chúng chẳng thuận nhân nghĩa, làm chuyện rất quấy, chẳng theo đạo đức, chuyên việc tàn bạo, gầm thét kêu la vang động cả cõi, cả ba cõi. Giả sử người phàm chưa ly dục mà nghe âm thanh ấy, thì máu sẽ theo mũi miệng mà trào ra, hoặc kinh sợ mà chết. Lúc ấy Bồ Tát không chút sợ sệt cũng không e ngại, lại phát lòng từ bi. Những âm thanh hải hùng ấy tự nhiên tiêu diệt, chẳng rõ về đâu. Vì sao? Vì tâm Bồ Tát thanh tịnh, muốn an ổn cho chúng sinh, để họ không bị quấy nhiễu, không bị nguy hiểm, hoạn hại, nên khéo dùng phương tiện, dù nghe âm thanh ấy mà thấu rõ vốn là hư trống, vốn là không có. Thấy ma chúng đến, ánh sáng từ nơi thân Bồ Tát càng chiếu ra rực rỡ. Bồ Tát bảo Ma Vương Ba Tuần, thôi đi Ba Tuần, chớ có hiện ra cảnh tượng vô ích ấy, chớ có sinh lòng sân độc rồi tự chuốc lấy tai họa vào thân, mà phải mãi mãi chẳng an. Vì sao, này Ba Tuần, hôm nay Ba Tuần sinh tâm muốn hại Bồ Tát, nhưng Bồ Tát có đức từ rộng, có dũng mãnh lớn, đại bi vô tận, đại từ vô cực hàng phục kẻ ác nghịch. Ba Tuần muốn làm loạn Bồ Tát, nhưng tâm Bồ Tát vốn thanh tịnh, trần lao cấu trực đã tiêu trừ. Ba Tuần chẳng những không hại được Bồ Tát, trái lại giúp thêm cho Bồ Tát. Ba Tuần muốn đem lửa đom đóm, sánh với ánh sáng mặt trời. Trùng thú nhỏ làm kinh sợ sư tử, chân bé gầy đạp ngã cổ thụ to. Nước vũng chân trâu so với biển cả. Ba Tuần nên bỏ tâm oán hận mê lầm, chuyển quyến thuộc hung tàn thành bạn đạo pháp, bỏ phi pháp về thánh đạo. Ma Vương Ba Tuần thấy Bồ Tát oai đức vội vội, nghe tiếng từ bi, lòng ma vui mừng, kính ngưỡng, hướng về chánh đạo. Thưa Bồ Tát Thích Ý, lúc ấy Bồ Tát tự nghĩ, từ số kiếp chẳng thể tính kể được, ta chứa công đức, nhân hạnh thành tựu, đời đời phụng pháp tu hành, vì thương tượng chúng sinh bị tai khổ trong ba cõi mà tu tập trí tuệ nhân từ, ai dám hủy hoại được, chỉ có đại địa chứng minh. Từ trong y ca sa, Bồ Tát đưa tay sắc vàng, tử kim, rờ khắp thân mình, chẳng bỏ đại bi, muốn cứu độ chúng sinh. Bồ Tát cất tay hữu lên hướng về mười phương, liền đó toàn cõi đại thiên sáu lần chấn động, có âm thanh tự nhiên phát ra. Âm thanh ấy vang suốt đến các cõi Phật mười phương. Ma Vương Ba Tuần cùng ma quyến thuộc ở trên hư không, nghe âm thanh ấy đều tự trách mình sai quấy, mà ưa thích pháp lành. Lúc ấy Bồ Tát ban bố vô ý đại bi thương xót, ma và quỷ thần hướng đến Bồ Tát, tự nhiên từ hư không đi xuống, tâm họ quy y phát tâm ủng hộ, rồi ẩn mất không còn. Đó là Bồ Tát thương xót chúng ma quỷ thần mà phóng đại quang minh, họ đều được rời khỏi sự khủng bố sợ hãi mà đều trở về thiên cung. Lúc Bồ Tát thì hiện hàng phục ma vương và ma quyến thuộc, có 8 quỷ thần phát tâm vô thượng bồ đề, 92 ức tải người, được tâm nhân hòa không thoái chuyển, tâm muôn 4.000 thiên tử vì đã trồng cội công đức nên được vô sinh pháp nhẫn. Thưa Bồ Tát Thích Ý, do Bồ Tát hàng phục chúng ma ấy, vô số trời người được lợi lành lớn, dù vậy nhưng tâm Bồ Tát không có phân biệt cũng không có nạn ma, vì đã bỏ hẳn các tội hại, chư thiên và thế gian tùy theo căn lành của chúng sinh, của chính mình.
đều được thấy Bồ Tát, hoặc có người thấy Bồ Tát ngồi trên tòa sư tử hoa sen báu, hoặc thấy ở dưới đất, hoặc thấy ở hư không, hoặc thấy ở dưới cội cây, hoặc thấy ở cung trời Đao Lợi ngồi dưới cây báu, hoặc thấy ngồi trên tòa sư tử cao 7 nhẫn, hoặc thấy ngồi trên tòa sư tử cao 10 dặm, hoặc 20 dặm, hoặc 40 dặm, hoặc có chư thiên nhân thấy Bồ Tát ngồi trên tòa sư tử cao 42.000 do tuần, dưới cội cây Bồ Đề cao 84.000 do tuần. Thưa Bồ Tát Tịch Ý, cảnh giới của Bồ Tát chẳng có hạn lượng, chẳng thể nghĩ bàn, vì thế nên đạo tràng rất là tù đặc. Nếu có chúng sinh nào căn tánh thuần tục thì được thấy công hạnh của Bồ Tát, còn người căn tánh loạn động thì chẳng hay chẳng biết. Bồ Tát lúc vừa mới thành tựu viên mãn Phật đạo, bảy ngày đều an trụ trong pháp lạc nhìn cây Bồ Đề mắt chẳng nháy. Bây giờ có trăm ngàn ức chư thiên đến ca ngợi cúng dường, đặt bàn ngọc dâng thức ăn, thấy Đức Như Lai đã thành Phật đạo, đều phát tâm vô thượng Bồ Đề. Tứ đại thiên vương đều cầm bát đến dâng lên Đức Như Lai. Như thế giới đại thiên này có trăm ức phương vực, mỗi phương vực có tứ đại thiên vương, tất cả trăm ức tức tứ đại thiên vương đều cầm bát đến dâng lên Đức Như Lai, đều nhận lấy cả. Do oai thần của Đức Như Lai làm cho các vị đại thiên vương đều chẳng thấy nhau, đều tự nghĩ rằng Đức Phật nhận lấy bát của mình sẽ dùng đựng thức ăn. Do đó các vị đại thiên vương trong tâm vui mừng đều phát tâm vô thượng Bồ Đề, đến chẳng thoái chuyển. Trưởng giả đề vị Ba Lợi cùng 500 thương gia ngồi xe đi ngang qua đạo tràng. Đức Phật muốn độ họ nên thị hiện oai thần. Ngựa xe của đoàn thương gia ấy tự nhiên đứng dừng lại không tiến lên được. Trưởng giả cùng các thương gia đều lấy làm lạ chẳng rõ cớ. Chư thiên ở hư không bảo họ, Đức Phật đã xuất hiện thế gian, các người nên đến cúng dường. Nghe tiếng chỉ bảo trên hư không, trưởng giả và đoàn thương gia mừng rỡ đều mang mật bốn đề hồ đến dâng lên Đức Phật. Đồng thời 84.000 chư thiên cũng dâng thức ăn lên Đức Phật, Đức Phật đều nhận lãnh. Những người và chư thiên ấy đời trước đã từng phát nguyện, lúc Đức Như Lai thành đạo, tôi sẽ là người dâng cúng thức ăn đầu tiên, muốn cho họ toại bản nguyện, nên oai thần của Đức Phật làm cho họ chẳng thấy nhau, chẳng biết nhau, mỗi người đều tự thấy chỉ có riêng mình cúng dường. Do đó họ đều rất vui mừng được chẳng thoái chuyển vô thượng Bồ Đề. Kinh Đại Bảo Tích quyển 12, Hán Dịch Đời Tây Tấn Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Pháp Hội 3, Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ phần 5. Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ nói với Bồ Tát Tịch Ý, Bồ Tát đến dưới cội Bồ Đề để thành Phật Đạo, Đức Như Lai Chí Chân chưa chuyển Pháp Luân khai đạo chúng sinh, mà đã hóa độ vô lượng chúng sinh nhiều hơn số chúng sinh được tế độ từ lúc mới phát đạo tâm đến khi ngồi dưới cội Bồ Đề. Đức Như Lai Chí Chân vừa thành Phật Đạo, bây giờ Phạm Thiên Vương, Diệu Thức, cùng 68 vạn ức triệu trăm ngàn Phạm Thiên quyến thuộc đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ sát dưới chân, đi quanh bên hữu 7 vòng, trụ ở trước Đức Phật cung kính bạch rằng, xin đấng đại bi, chuyện Pháp Luân tuyên bố đạo hóa, có nhiều chúng sinh đáng được độ, nghe Phật thuyết Pháp, có thể hiểu biết vân làm. Thưa Bồ Tát Tịch Ý, Phạm Thiên Vương Diệu Thức đã ân cần khuyến thành Đức Thế Tôn chuyển Pháp Luân, mười ức Phạm Thiên, mười ức Thiên Đế và mười ức trăm ngàn triệu các Bồ Tát cũng khuyến thành Đức Thế Tôn chuyển Pháp Luân. Lúc Đức Thế Tôn sắp chuyển Pháp Luân, Phạm Thiên Vương Diệu Thức đến khu vườn Lộc Uyển ở thành Ba La Nại, trần thiết tòa sư tử báu đẹp trang nghiêm, cao 3.280 dặm. Mười ức Phạm Thiên, mười ức Thiên Đế, mười ức trăm ngàn triệu các Bồ Tát cũng vì Đức Thế Tôn mà trần thiết tòa sư tử cao rộng đều đồng nhau. Ai cũng tự nghĩ Đức Như Lai sẽ ngồi trên tòa sư tử của mình để chuyển Pháp Luân. Bây giờ Đức Như Lai đến khu vườn Lộc Uyển ở thành Ba La Nại ngồi trên tòa sư tử. Các vị Phạm Thích và Bồ Tát đều tự nghĩ rằng Đức Như Lai riêng ngồi trên tòa sư tử của mình. Lúc Đức Như Lai vừa ngồi xong, mười phương vô lượng cõi Phật độ chấn động sáu cách. Khi ấy Đức Như Lai nhập vô cực giới Tam Muội, tức thời toàn cõi đại thiên đều bằng phẳng như bàn tay.
Tất cả chúng sinh ở địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, trên trời, trong loài người đều được an ổn, không dâm, nộ, si, tiêu, bệnh, ba độc. Lòng họ thanh tịnh, thương yêu nhau như cha, như mẹ, như con cái, như anh em, chị em. Vô số các Bồ Tát từ vô hạn quả vật ở mười phương đến nghe Đức Phật thuyết pháp. Trong cõi đại thiên, vô số chúng trời rồng, cả thất bà Atula, Kalola, Khẩn, Nala, Mahola, Già, Nhân, Phi Nhân, đồng đến chỗ Đức Phật muốn nghe kinh pháp. Đại chúng đến dự hội đông đầy cả khắp cả cõi đại thiên, không còn chỗ nào trống, chừng sợi lông, sợi tóc. Tất cả thính chúng đều nhất tâm khát khao đạo pháp. Đức Thế Tôn thấy đại chúng đã giáo họp đông đủ, liền chuyển pháp luân. Vì các hàng Sa Môn, Bà La Môn, Chư Thiên, Ma Phương, Đại Phạm Thiên Vương và người thế tục mà tuyên bố chánh pháp, tùy thời nghi, theo tâm chúng sinh đều làm cho họ được hiểu biết rõ, tỏ ngộ, tuân hành đạo pháp. Đức Như Lai chí chân vì họ mà phân biệt tiên nói pháp này. Câu lần nên biết, nhãn căn vô thường, biết rõ nhãn căn vô thường thì theo luật giáo, nhãn căn độc khổ, không có tôi ta, nhãn căn như huyễn, như hóa, như sóng nắng trên đường, như bóng trăng, như mộng, như ảnh, như vang. Nghe theo luật giáo này mới chịu phụng hành, không, vô tướng, vô nguyện. Nhãn căn vốn trống không, vắng lặng, đạm bạc theo duyên mà khởi. Nhĩ, tỷ, thiệt thân và ý căn cũng vậy, tất cả đều vô thường, do nghe nói vô thường thì hiểu là khổ, không có tôi ta, vắng lặng, đạm bạc, không, vô tướng, vô nguyện, vì chẳng thấu tỏ nên theo duyên mà khởi. Năm ấm vô thường, dù nói năm thứ nhưng đều vô thường, nghe nói năm ấm vô thường thì hiểu là rỗng không vậy, sáu trần và bốn đại chủng cũng vậy. Bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám đạo hạnh. Do được nghe 37 phẩm trợ đạo mà hiểu vô thường, rỗng không, bèn theo luật giáo. Người thích thanh văn thì chẳng ưa duyên giác, người thích duyên giác thì chẳng muốn thanh văn. Nếu mộ hai thừa thì chẳng nói đại thừa, nếu tuyên đại thừa được nghe nghĩa thú ấy thì chẳng ham nghe lời nói về thanh văn và duyên giác. Thưa Bồ Tát tịch ý, Đức Như Lai tùy theo tâm sở thích của chúng sinh mà chuyển pháp luân, đều làm cho họ được độ. Dù cho trí tuệ như Tôn giả Xá Lợi Phất trải qua trăm ngàn năm suy nghĩ chỗ sở nhập của bản hạnh đạo nghĩa cũng chẳng lường biết được, huống là người khác. Lúc nói về Bồ Tát đến ngồi dưới cội Bồ Đề, hàng ma thành đạo và chuyển pháp luân, có 84.000 người trong đại hội phát tâm vô thượng Bồ Đề. Lúc bấy giờ Mật Tích Kim Cang tiến đến bạch: Bạch Thế Tôn, vừa rồi con tuyên nói bí yếu của Như Lai, phải chăng không sai trái hủy bán Như Lai? Bí yếu của Như Lai rất là huyền diệu, rộng lớn không ngàn bé, thế gian khó tin được. Dù nói bí yếu của Như Lai mà tâm con tự nhớ là trí tuệ của Như Lai nhập trong thân con, chớ chẳng phải là sức của con, Đức Phật dạy. Đúng như vậy, như lời của Mật Tích đã nói, đạo tuệ của Như Lai nhập vào chỗ nào thì không ai là chẳng được an ổn. Hàng đệ tử Phật ban tuyên kinh điển đều nương nhờ oai thần của Như Lai. Vì nhập vào thân không pháp đạo tuệ huyền diệu của Như Lai, nên không ai là chẳng thông đạt. Nếu muốn bảo chúng sinh tự kiến lập Như Lai chánh pháp, tuyên nghĩa nhu thuận thì chưa bao giờ có. Nay ông suy gẫm chân đế, nương đạo tuệ của Như Lai mà được vô sức vô ý. Diện nói pháp ấy, nói rằng chân đế chính là pháp ấy, vì sao? Chân đế ấy là đạo vô thượng chánh chân, mà chư Phật quá khứ, chư Phật vị lai, chư Phật hiện tại đều tuân hành. Giả sử có ai ban tuyên kinh điển bí yếu này, đúng pháp không sai, thì đều sẽ thành Phật. Nếu có người nghe nói kinh này mà tin ưa, thì được tất cả thế gian đều kính mến tin tưởng. Giả sử có người dùng đầu hoặc vai mang núi Tu Di đứng giữa hư không, việc này còn có thể được. Người không có đức thì chẳng kham nhiệm được nghe kinh điển này, hoặc đã được nghe cũng khó tin, hoặc đã tin nhưng chẳng thể mến thích, huống lại là thọ trì, đọc tụng, giảng thuyết. Nếu có người nghe kinh này mà tin ưa thọ trì, đọc tụng, vì người khác giảng thuyết,
Người này đời trước đã từng cúng dường vô số ức trăm ngàn triệu ức chư Phật Thế Tôn. Đây là bậc chánh sĩ vuông trồng cội công đức, chí gìn giữ đại thừa, quyết định được thọ ký, huống là người chí thành hay phụng hành. Lúc ấy Bồ Tát Thích Ý tiến lên bạch: Bạch Thế Tôn, thế nào là nghĩa vắng lặng đạm bạc? Đức Phật bảo Bồ Tát Thích Ý: Này thiện nam, nghĩa vắng lặng đạm bạc là tiêu diệt trần lao và đạm bạc những ô nhiễm. Do tiêu trần lao nên mới gọi là trừ các tham dục vọng tưởng. Do trừ dục tưởng thì không tư lự. Do không tư lự thì chẳng chấp trước. Do chẳng chấp trước thì không hành nghiệp nhân duyên. Do không hành nghiệp nhân duyên thì không vô minh ân ái. Do không vô minh ân ái thì tiêu diệt tôi ta. Do tiêu diệt tôi ta thì không danh sắc. Do không danh sắc thì tiêu nghiệp chấp đoạn chấp thường. Do không nghiệp đoạn diệt chấp thường thì tiêu tham thân. Này thiện nam, các nhân duyên quả báo tùy theo các nghiệp chấp kiến điên đảo mà thành trần lao, đều do tham thân mà thành họa hoạn ấy. Do không tham thân thì bỏ cả 62 thứ chấp kiến, do không tham thân thì vắng bạc các duyên, do không tham thân thì tất cả tham dục tự nhiên đạm bạc, do không tham thân thì các hy vọng phán lặng tiêu diệt. Ví như nhổ cây thì rễ, gốc, thân, nhánh, lá, hoa, trái, đồng thời đều trừ, cây ấy vĩnh viễn không còn có. Hành giả cũng vậy, do tiêu tham thân thì không còn những 62 thứ kiến chấp. Do tiêu tham thân nên đều trừ tất cả các pháp sở thọ, họa hoạn trần lao, năm ấm sáu nhập. Do không tham thân nên không có các họa hoạn trần lao năm ấm. Bồ Tát Thích Ý thưa: Bạch Thế Tôn, vì chẳng dứt trừ tham thân nên có cái tôi cái ta. Đức Phật dạy: Này thiện nam, vì còn có cái tôi cái ta nên chẳng dứt trừ tham thân, vì còn có nhân thọ mạng nên chẳng dứt tham trước. Cái được thay ấy chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, không có nơi chỗ, suy tìm tất cả chỗ đều không có cái được thấy. Vì không có cái được thấy nên không có phân biệt, đây gọi là dứt được kiến chấp tham thân. Tham thân đều rộng không. Do trí pháp nhẫn nhu thuận hay hiểu biết pháp không nên không còn các kiến chấp kia. Thân mình không có tưởng đều không có chỗ làm, không có sinh, không có khởi. Đây mới gọi là pháp nhẫn nhu thuận, chẳng còn các kiến chấp, là dứt tham thân. Này thiện nam, nếu chẳng tham thân thì giải thoát thân không có thân. Sao gọi là không có thân? Thân do bốn đại chủng hợp thành vốn không có tên. Do biết như vậy nên hiểu là hư ngụy, nên gọi là chẳng chân thật, là chẳng có được đều do vọng tưởng mà có. Nếu không mong, không cầu mong, chẳng vọng tưởng, chẳng mê, chẳng lầm, chẳng làm, chẳng ở, thì không tham tham sân. Vì không tham sân nên gọi là vắng lặng, là đạm bạc. Tiêu diệt những gì mà gọi là vắng lặng? Tiêu các nhân duyên gọi là vắng lặng. Vì sao? Vì từ các nhân duyên ấy mà làm cho tâm hừng hãy. Do không nhân duyên thì tâm chẳng hừng hãy. Ví như do nhân duyên hai khúc gỗ cọ nhau nên có lửa hãy hừng, không gỗ không lửa thì không hãy hừng. Cũng vậy, do duyên đối kia làm cho tâm hừng hãy, do không duyên đối thì không hừng hãy. Lại nữa này thiện nam, Bồ Tát Đại sẽ dùng sức phương tiện tùy thời tiêu diệt nhân duyên mà chẳng tiêu diệt những cội gốc công đức, chẳng hưng khởi nhân duyên trần lao, hưng phát các công hạnh, các ba la mật, vứt bỏ các sự ma, các nghiệp tà mà chẳng bỏ đạo, hành nghiệp duyên của chư Phật, bỏ nhân niết bàn mà chẳng bỏ 37 phẩm đạo nghiệp, tâm chẳng ưa luyến thanh văn duyên giác, chẳng bỏ đạo tâm chí chân của Bồ Tát, bi quán không vô, mà khởi đại bi, xét các nhân duyên đã không duyên theo tướng, tuyên giảng chí đức, chẳng vì vọng tưởng mà mất đạo tâm, vì không mong cầu nên nhèm các nhân đối đãi các nạn trong ba cõi, chỉ không có sinh duyên mà chẳng bỏ sợ sinh, không ngờ Phật tu các công đức, làm các đạo hạnh. Đây là Bồ Tát quyền trí nhập định mà được tự tại, duyên vô thường ư, chẳng nhèm sinh tử mà được tự do vì không chỗ sợ, duyên có khổ ư, kiến lập chúng sinh nơi niết bàn an ổn vì đã được kiến lập, duyên vô ngã ư, thương xót làm cho chúng sinh được an lạc vì thực hành đại bi, duyên hư vô ư, vì tâm được Như Lai tám phần thánh đạo, duyên dục hành ư,
vì làm thuốc thanh tịnh cho những bệnh tham ái, ban tuyên chánh pháp ư, vì làm cho tâm họ an trụ vững chắc, duyên sân hận ư, vì tuyên thuốc tâm từ để chúng sân hết sân hận, duyên ngu si ư, vì chúng ngu si mà ban cho thuốc 12 nhân chuyên để trị tâm bệnh cho họ chẳng di động, duyên đẳng phần ư, với những chúng sinh đồng đều ba sự tham sân si đem pháp giáo hóa trị tâm bệnh cho họ, giảng thuốc vô thường, duyên vô dục ư, vì muốn khai hóa hàng thanh văn, rời sân hận ư, vì làm cho tâm họ được đứng vững nơi duyên giác thừa. Rời ngu si ư, vì khai hóa tâm họ an lập nơi đại thừa. Duyên sắc tượng ư, vì tâm ấy khắp an trụ đến được thân tượng của Như Lai. Duyên âm thanh ư, vì tâm được an trụ thanh âm của Như Lai. Duyên các mùi hương ư, vì tâm an lập giới hương của Như Lai. Duyên các mùi vị ư, vì tâm được an lập an trụ đạo vị của Như Lai. Duyên đại nhân tướng ư, vì tâm an trụ được tướng hảo trang nghiêm. Duyên mệnh trân ư, vì tâm an trụ được tay chân nhu nhuyến của Như Lai. Duyên kinh pháp ư, vì tâm an trụ đến được ý vô sinh của Như Lai. Duyên bố thí ư, vì tâm an trụ tại đầy đủ những tướng hảo. Duyên trì giới ư, vì tâm an trụ tại Phật độ nghiêm tịnh. Duyên nhẫn nhục ư, vì tâm an trụ tại phạm âm của Như Lai. Duyên tinh tấn ư, vì tâm an trụ ở hóa độ chúng sinh. Duyên thiền định ư, vì tâm an trụ ở hưng khởi thần thông. Duyên trí tuệ ư, vì tâm an trụ ở dứt các tà kiến, dứt lưới 62 điều nghi chấp. Duyên từ tâm ư, vì với tất cả chúng sinh tâm bình đẳng chẳng mang lòng tổn hại. Duyên xót thương tâm bi tâm ư, vì lập tâm cứu thế chúng sinh. Duyên hỷ diệt ư, vì tâm an trụ tại ưa thích nghe pháp. Duyên xả ly ư, vì lập tâm vứt bỏ các họa nguy ách của kết sử. Duyên bốn ân ư, vì giữ gìn tâm khai hóa diệu giác chúng sinh. Duyên tham sân ư, vì gây dựng tất cả sở hữu để ban bố cho chúng sinh. Duyên phạm ác ư, vì tồn tâm an lập giới hạnh thanh tịnh của Như Lai. Duyên tranh luận ư, vì tâm an trụ tại trí biện của Như Lai. Duyên oán hại ư, vì tồn tâm an lập 10 trí lực và 4 vô sở ý của Như Lai. Duyên loạn động ư, vì tâm an trụ được tam muội của Như Lai. Duyên tệ trí ư, vì tâm an lập trí ba la mật đa vô ngại đầy đủ cho chúng sinh. Duyên hệ thừa ư, vì tâm an trụ ở chỗ tích chứa công đức chí ở đại thừa. Duyên thuận ứng ư, vì tồn tâm an hòa chẳng phạm các điều ác phi pháp. Duyên ác thú ư, vì tâm an trụ ở chỗ cứu hộ tất cả chúng sinh ác thú đọa bát nạn. Duyên chư thiên ư, vì tồn tâm hiểu rõ những hội họp đều sẽ biệt ly. Duyên chúng nhân ư, vì tâm an trụ tại tất cả diệu thiện. Duyên niệm Phật ư, vì tập thấy chư Phật. Duyên điện pháp ư, vì tồn tâm phụng hành đạo pháp mà bỏ sự vô ích. Duyên niệm tăng ư, vì gầy dẫn pháp không thoái chuyển. Duyên thí cho ư, vì tâm an trụ chẳng rời bỏ chúng sinh. Duyên cấm giới ư, vì đầy đủ sở nguyện. Duyên niệm thiên ư, vì tồn tâm an lập đủ trọn công đức nhất sinh bổ xứ. Duyên thân hành ư, vì đến được Phật thân. Duyên khẩu ngôn ư, vì tâm an trụ các ngôn giáo kinh điển của Phật. Duyên tâm ý ư, vì tồn tâm được Phật ý. Duyên hữu vi ư, vì tâm an trụ tại tích chứa công đức tự được đầy đủ. Duyên vô vi ư, vì tâm an trụ tại đầy đủ thánh tuệ vậy. Này thiền nam, như vậy chẳng phải từ nơi không duyên không hóa độ mà đến được đạo đại thừa đều do duyên tâm mà được đến Phật đạo, được đến nhất thiết trí. Nếu có Bồ Tát đều do nơi duyên hóa mà dẫn đạo nhất thiết trí, thì đó là thiện quyền phương tiện của Bồ Tát đều do thấy các pháp để mang lòng dẫn đến đạo nhất thiết trí. Vì như cõi đại thiên chứa nhận tất cả đất đai, chúng sinh, cỏ cây, sông biển, không thứ gì chẳng bao gồm, tất cả đều mong nhờ nơi đó mà được sinh hoạt. Này thiền nam, cũng vậy tất cả các duyên đều do Bồ Tát thiện quyền phương tiện thực hành những công hạnh thù thắng đệ nhất dẫn đến nhất thiết trí. Như các hình sắc đều có 4 đại chủng, cũng vậy, Bồ Tát thiện quyền phương tiện tạo lập các duyên
đều đến Phật đạo. Vì sao? Các chúng sinh hưng khởi tội nghiệp đối với Bồ Tát chẳng những không báo đền, mà Bồ Tát duyên nơi đây thực hành bố thí Ba La Mật Đa liền có thể thành tựu đầy đủ giới Ba La Mật Đa. Nếu có người giận thù, mang lòng độc hại, bây giờ Bồ Tát thực hành nhẫn Ba La Mật Đa liền đó sung mãn tinh tấn Ba La Mật Đa. Nếu thấy chúng sinh ở nơi ồn ào náo nhiệt, tâm họ không an ổn, duyên đây mà Bồ Tát hành thiền Ba La Mật Đa, bỗng nhiên thành tựu trí Ba La Mật Đa. Nếu có chúng sinh che chướng tối tâm, Bồ Tát vì họ mà dứt trừ lưới kết phược chướng ngại. Nếu có chúng sinh siêng tu tập, Bồ Tát bèn vì họ tiêu trừ tất cả chỗ chấp trước, cúi đầu khen ngợi chỉ thị cho họ tự quay về. Với kẻ ưa chê bai hủy báng, Bồ Tát cũng tùy thuận ý của họ, làm cho họ chẳng sinh tâm hủy báng. Nếu thấy người cần khổ, bị vô số khổ não, Bồ Tát liền khởi đại bi cứu họ khỏi khổ. Nếu thấy người an lạc, Bồ Tát rất vui mừng mà nhiếp thọ họ. Nếu thấy những loài can cường khó hóa độ, Bồ Tát tùy thời dịu dắt huấn thị cho họ phát đạo tâm. Thấy người nhân hòa, Bồ Tát ở nơi họ tu tập chí hành phát khởi đạo tâm cho họ. Nếu có chúng sinh, kẻ có thế lực, có duyên với Bồ Tát thì Bồ Tát tùy thuận hưng khởi khiến họ phát khởi đạo tâm. Nếu có lực sĩ báo ứng nghiệp hạnh, Bồ Tát liền thuận nhiếp tủ dạy dỗ phát khởi đạo tâm. Đó gọi là tùy duyên mà được tự tại. Bồ Tát tùy thuận tiện quyền phương tiện, biết rõ chúng sinh đúng thời mà thuyết pháp theo chỗ báo ứng, chí nguyện ái mộ, giáo hóa khai thị, phân giải đều làm cho chúng sinh thản nhiên tinh tấn nơi đại đạo thánh tuệ, vì họ mà luận nghĩa sâu xa vô thượng. Bồ Tát để lòng từ rộng lớn vì chúng sinh mà giải bày đạo chí chân, lần lượt vì họ mà ban tuyên chỉ dạy đạo nhân vô thượng ấy, giải thích phân biệt chương cú. Bồ Tát lấy một câu pháp mà diễn xướng bao nhiêu nghĩa. Với người ưa vắng lặng, Bồ Tát vì họ phân biệt quán xét tất cả. Với người thích giác quán, Bồ Tát đem quán giải thoát tam muội, giảng thuyết cấm giới. Lại vì họ mà tuyên giảng địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Do nghe pháp ấy mà hiểu sự vô thường, không cứu, không bộ, không hộ, khiến họ cầu đạo hộ. Nếu người có chánh định, Bồ Tát vì họ mà luận tuệ Ba La Mật Đa. Với người hâm mộ ở chỗ nhàn nhã, Bồ Tát giáo hóa họ tình thân miệng ý. Với người biết tri túc, Bồ Tát vì họ mà hiện pháp hạnh nghiệp công đức của bậc thánh hiền. Với người có quan niệm tự đại ngu tối, Bồ Tát sẽ vì họ tuyên bố tinh tấn học rộng nghe nhiều. Với người tham dục, Bồ Tát chỉ bảo cho họ biết hỏa hoạn bất tịnh vô ích. Với người hay giận thù, Bồ Tát khuyên họ phát tâm từ, chẳng mang lòng oán hại. Với người ngu lầm, Bồ Tát dạy họ phát 12 nhân duyên, phát khởi sinh tử. Với người đẳng phần phiền não, Bồ Tát vì họ diện nói vô thường, khổ không vô ngã. Với người ham mê sắc dục, Bồ Tát giảng dạy sự bất tịnh. Với người nhân từ đến nỗi ngu tối không hiểu biết, Bồ Tát vì họ chỉ bảo sự duyên khởi tội lỗi. Với người tà kiến, Bồ Tát vì họ quyết rõ pháp không vô. Với người mang lòng hy vọng, Bồ Tát diện nói hạnh không vọng tưởng. Với người cố chấp nơi thệ nguyện, Bồ Tát dạy họ không nguyện cầu. Với người ưa nơi năm triền cái, Bồ Tát vì họ phân tích năm ấm như huyễn, như hóa, như hư ngụy không thật. Với người tham chấp các đại chủng, Bồ Tát vì họ giảng rõ bốn đại chủng, 18 giới như bóng, do hình chiếu mà hiện. Với người dựa theo các nhập, Bồ Tát giảng nói 12 thứ nhập, trong 6 căn, ngoài 6 trần, đều chẳng phải sở hữu của ta, như cảnh chim bao lúc thức không còn có. Với người nương cõi dục, Bồ Tát vì họ giảng nói phân biệt tất cả vạn vật đều về nơi vô thường. Với người chấp thủ cõi sắc, Bồ Tát vì họ giảng nói tất cả hạnh nghiệp chúng sinh đều là gốc khổ não. Giả sử có người coi trọng cõi vô sắc, Bồ Tát tuyên bố tất cả các pháp đều không có cái tôi và cái ta.
Với người khó hóa độ, Bồ Tát bảo họ siêng tu tập pháp thánh hiền. Với người dễ hóa độ, Bồ Tát sẽ vì họ khai thị pháp vô thượng chí chân. Với người muốn sinh ở cõi trời, cõi người, Bồ Tát vì họ ca ngợi giới phẩm thanh tịnh. Với người thích thanh văn thừa, Bồ Tát giảng dạy chỉ rõ pháp bốn đế khổ tập diệt đạo. Với người mộ duyên giác thừa, Bồ Tát khai thị 12 nhân duyên lấy vô minh làm gốc. Với người học hạnh đại thừa, Bồ Tát nhân đó lưu bố 6 pháp, 3 la mật đa, 4 đẳng, 4 ân để dẫn dắt họ. Với người mới phát tâm, Bồ Tát xem xét chi tánh của họ mà dạy dỗ. Với người đủ các công hạnh chẳng nhàm sinh tử, Bồ Tát chỉ dạy pháp không nạn để họ được chẳng thoái chuyển. Với người không thoái chuyển, Bồ Tát nhân đó phân biệt nói Phật độ thanh tịnh. Với bậc Bồ Tát đại nhân nhất sinh bổ xứ, Bồ Tát hiển thị đạo tràng Bồ Đề chỉ chân. Này thiện nam, Bồ Tát được tự tại theo chuyên giáo hóa tuyên bố đạo pháp không có sai lầm, dùng ngôn từ khéo léo làm vui đẹp lợi ích chúng sinh. Lúc Đức Thế Tôn nói lời trên đây, trong pháp hội có 1 vạn người phát tâm Bồ Đề, vô thượng Bồ Đề, 500 Bồ Tát được vô sinh pháp nhẫn. Bây giờ trong chúng hội có các Bồ Tát thầm nghĩ, lực sĩ Mật Tất Kim Cang này bao giờ thành Phật? Lúc ông ấy thành Phật hiệu là gì? Quốc độ ấy tên gì? Công đức nghiêm tịnh thuộc về loại gì? Thành tựu chúng Bồ Tát thế nào? Đức Thế Tôn biết tâm niệm của các Bồ Tát liền mỉm cười. Vô số ức trăm ngàn tia sáng từ miệng Đức Phật phóng ra, chiếu thấu vô hạn thế giới 10 phương, che cả ánh sáng của mặt trời mặt trăng, trùm cả cung điện của ma. Những tia sáng ấy trở về, nhiễu vòng quanh Đức Phật vô số vòng, rồi từ đỉnh đầu Đức Phật mà thâu vào. Bồ Tát Thích Ý liền đứng dậy để hở vai áo bên phải, chắp tay lễ Phật, nói kệ ca ngợi, để hỏi ý cười của Phật. Cao vội như núi vàng, diệu quang sạch bụi trần, tâm Phật vẫn vắng lặng, như mặt trời trên không. Tia sáng ấy đất sáng, tiêu trừ các tối tâm. Cớ chi hiện như vậy, xin Thế Tôn giải bày, sạch sẽ như hoa sen, mọc ở trong bùn sình, gốc cộng ở trong nước, lớn lên không cấu nhơ. Công đức rất thơm tho, ý niệm càng xa rộng, cuối sinh an nhiên nói, cớ chi lại vui cười. Tâm trí Phật an ổn, vắng lặng và nhu hòa, lòng từ càng thêm lớn, tiêu trừ những câu uế, dùng ánh sáng trí tuệ, trừ bỏ các tối tâm, an trụ như hoa sen, vứt bỏ các hồ nghi. Thêm thương tu đạo tràng, phụng hành được tự tại, miệng Phật phóng quang minh, khô cạn các ái dục, khai hóa các chúng sinh, cho mắt họ sáng sạch, an trụ tiêu nghịch tặc, trừ bỏ những tội lỗi, khắp tất cả chúng hội, ngưỡng nhìn tướng mạo Phật. Có chi Phật vui cười, cuối sinh phân biệt nói. Đức Phật bảo Bồ Tát Thích Ý, ông có thấy Mật Tích Kim Cang ấy chăng? Bồ Tát Thích Ý thưa, Bạch Thế Tôn, con đã thấy ông ấy. Đức Phật dạy, Mật Tích Kim Cang đã và đang cúng dường chư Như Lai ở hiền kiếp, hộ trì chánh pháp, khai thị lợi ích vô lượng chúng sinh. Từ thân ấy chết, ông ấy sẽ sinh về nước Diệu An của Đức Phật A Súc, từ đó về sau gặp vô số chư Phật, tình tu phạm hạnh. Qua khỏi số kiếp ấy, ông ấy chứa nhóm công đức sẽ thành Phật hiệu Kim Cang Bộ Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác, cõi nước tên Phổ Tịnh, kiếp hiệu Nghiêm Tịnh, cõi nước Phổ Tịnh hợp 7 báu là vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh, sa cừ, mã não, san hô, trân châu làm thành, nhân dân giàu vui đông đảo như cung trời đấu xuất. Cõi nước ấy không có 3 ác đạo và 8 nạn, trời và người chẳng riêng biệt, tất cả đều mến mộ Phật đạo vi diệu. Cõi ấy không có 2 thừa, không có tên thanh văn, duyên giác, tuần là Bồ Tát. Đức Kim Cang Bộ Như Lai tuyên thuyết pháp đại thừa không thoái chuyển. Chúng Bồ Tát ở cõi Phổ Tịnh đông chẳng thể tính đếm hàng lượng được. Cõi ấy không có người tánh ác và ganh ghét, phá giới, tà kiến. Người cõi ấy đều đạt đến chỗ cứu cánh, bến tích Phật Pháp, tâm tánh hiền hòa, đều đủ 28 tướng tốt, trang nghiêm thân thể. Đức Kim Cang Bộ Như Lai tại thế sống đến 8 tiểu kiếp, thường về chúng hội trời người thuyết pháp, thân phóng quang minh chiếu khắp cõi nước. Các hàng trời người được quang minh Phật chiếu đến đều được giải quyết các điều nghi, khen ngợi chánh pháp, về theo Đức Phật. Mọi người đều nghĩ rằng tôi phải đến chỗ Phật để học hỏi kinh điển.
Có người dùng thần thông của mình đi đến chỗ Phật, có người có hàng hữu học nương oai thần của Phật mà đến. Đức Phật Kim Cang Bộ ở trên hư không, cách mặt đất 100.000 nhẫn tuyên cáo pháp âm, khắp 10 phương làm vui đẹp tất cả những người đến dự hội. Đức Phật chỉ tuyên pháp Đại Thừa, vô thượng đại đạo cho các Bồ Tát. Còn nước phổ tình ấy không một ai chống bán lời giáo huấn của Đức Phật. Còn nước ấy không có vua chúa, chỉ có Đức Phật Thế Tôn là vị pháp vương. Ở cõi nước ấy, tất cả nhân dân đều có trí tuệ, không chấp tôi ta, không có ngã sở, chẳng làm chủ nhà, ruộng riêng. Do lòng từ xót thương của Đức Phật, chiều tối người cõi nước ấy thấy Đức Kim Cang Bộ Như Lai hiện thân tượng đắp y, mang bát, đứng trước nhà mình, liền tự nghĩ Đức Như Lai thương con, muốn đến nhà con thọ trai. Đêm ấy họ sắm sửa thức ăn, trần thiết ghế bàn. Sáng hôm sau đến giờ thọ trai, Đức Phật và thánh chúng đến nhà họ thọ trai xong. Sau khi rửa tay, Đức Phật vì người nhà thí chủ mà thuyết kinh pháp. Thí chủ ấy được pháp không thoái chuyển nơi đạo vô thượng chánh giác. Thuyết kinh xong, Đức Phật trở về tinh xá. Như lúc Đức Phật ngồi yên nơi tịnh thất, lúc bấy giờ các Bồ Tát cõi ấy đều theo bản hạnh nhập vào tam muội mà tự tu tập. Này Tịch Ý, cõi nước của Đức Phật Kim Cang Bộ có công đức trang nghiêm thanh tịnh đặc thù như vậy. Lúc Đức Thế Tôn nói lời thọ ký cho Mục Đích Kim Cang Lực Sĩ, trong chúng hội có 2 vạn người phát tâm vô thượng bồ đề phát nguyện xin về cõi nước ấy. Đức Phật thọ ký rằng, lúc Đức Phật Kim Cang Bộ thành đạo, trong đại chúng đây ai nguyện được thấy thì đều sẽ được xin về cõi phổ tịnh ấy và sẽ được Đức Phật ấy thọ ký vô thượng bồ đề. Nghe Đức Phật thọ ký, Mật Tích Kim Cang vui mừng hớn hở. Dồi chày Kim Cang đang cầm lên hư không, liền đó khắp cõi đại thiên chấn động 6 cách. Ánh sáng chiếu 10 phương, hoa trời tuôn xuống như tuyết rơi. Các thứ âm nhạc tự nhiên trỗi lên, tay mặt của tất cả mọi người trong pháp hội tự nhiên có nhiều thứ hoa hương phan lộng xinh đẹp, đều cầm lấy mà đi. Bây giờ Mật Tích Kim Cang cầm hoa hương phan lộng đi vòng quanh Đức Phật nói kệ ca ngợi. Pháp rộng khắp tự tại, pháp tạng chẳng cùng tận, thuyết pháp rất rành rẽ, lợi ích cho chúng sinh. Phật phó chúc cho con, thường thích dùng pháp thí, phụng hành đúng chánh pháp, nguyện tự quy Phật đạo, trí tuệ hay thanh tịnh, công hành đã sáng suốt. Danh hiệu thấu 3 đời, công đức trọn rốt ráo, trí Phật suốt 3 chỗ, thánh đức không chấp trước, tự tại độ chúng sinh, giáo hóa khỏi khổ ách. Thanh tịnh như mặt trăng, dung nhan rất sáng rỡ, chưa đến chỗ rất xa, dường như mặt trời sáng. Phật âm rất dịu hòa, như tiếng trời phạm thiên, từ bi tuyên lời dạy. Kính lễ đấng Chí Tôn, tự hiển hiện thân mình, thì hiện có thọ mạng, xin Phật tuyên pháp âm, diễn nói các văn tự. Dù diễn nói kinh pháp, nhưng không niệm có pháp, dù độ khắp chúng sinh, nhưng không tưởng có nhân. Thế Tôn thương giáo hóa, ai báo được ân Phật, giả sử tất cả chúng, chứa đức vô lượng kiếp. Chỉ thưa hỏi Phật Pháp, chẳng ở nghiệp khác. Mình phụng hành mật Phật hạnh, là dạy bảo người khác. Nhiễu Phật và chúng hội, đủ 7 vòng xong, Mật Tích Kim Cang cầm các thứ hoa và lòng báu tung lên cúng dường Đức Phật. Vừa lúc tung hoa, khắp 4 thiên hạ tự nhiên hóa sinh. Bao nhiêu thứ hoa trang nghiêm 8 lớp đường xá, những eo nước 8 vị công đức, nương oai thần của Phật không đâu là chẳng khắp. Lúc đó Bồ Tát Thích Ý hỏi, Mật Tích Kim Cang, Đức Như Lai đã thọ ký Phật đạo cho Ngài. Mật Tích Kim Cang đáp, Bồ Tát đã thấy Đức Phật thọ ký, sự thọ ký ấy tự nhiên như chim bao. Hỏi, Ngài được thọ ký là đến chỗ nào? Đáp, chỗ được thọ ký ấy là không chỗ đến. Hỏi, chẳng đến chỗ nào? Đáp, chẳng đến tôi ta, chẳng được nhân và thọ mạng, chẳng được 5 ấm, 6 trần, 4 đại chủng, chẳng thấy công nghiệp độ đời hiện tại, chẳng đến các tội cùng chẳng tội, không có lậu và vô lậu, không có trần lao, sân hận, không có hữu vi và vô vi, không có sinh tử và niết bàn, tất
cả đều chẳng đến mới gọi là thọ ký. Hỏi, nếu không chỗ đến thì ai được thọ ký? Đáp, không chỗ đến ấy mới gọi là đến. Hỏi, nếu không tôi ta thì ai được thọ ký? Đáp, người thọ ký và người được thọ ký đều bình đẳng, bản tế không có hai, không có khác. Hỏi, nếu không bản tế thì ai được thọ ký ấy? Đáp, bản tế không sinh, cũng không diệt, không có hai. Do bản tế ấy mà ngày nay được thọ ký. Hỏi, an trụ bản tế nào mà được thọ ký? Đáp, an trụ nơi tự nhiên, bản tế không hai, bản tế không ngã, không nhân, không thọ mạng. An trụ nơi tự nhiên mới gọi là được thọ ký. Hỏi, tôi ta, bản tế an trụ chỗ nào? Đáp, an trụ chỗ Đức Như Lai an trụ. Hỏi, không chỗ hay biết là biết chỗ nào? Đáp, chỗ hay biết ấy là không chỗ biết. Hỏi, nếu không chỗ bảo nói là không chỗ nói, giả sử không chỗ nói thì dạy những gì? Đáp, dạy không chỗ dạy. Hỏi, thế nào là dạy không chỗ dạy? Đáp, tất cả các pháp đều không chỗ dạy. Hỏi, giả sử không chỗ dạy thì làm sao biết đó? Đáp, giả sử không chỗ dạy thì chỗ biết dường ấy. Hỏi, thế nào là dạy chỗ biết? Đáp, chẳng hỏi chỗ biết. Hỏi, thế nào là chẳng hỏi chỗ biết? Đáp, tâm không phóng dật. Hỏi, thế nào là tâm không phóng dật? Đáp, tự về nơi yếu nghĩa. Hỏi, thế nào là tự về nơi yếu nghĩa? Đáp, chẳng thấy vô nghĩa. Hỏi, sao gọi là chẳng thấy vô nghĩa? Đáp, chẳng lấy nơi nghĩa, cũng chẳng phải vô nghĩa mới gọi là nghĩa. Hỏi, sao gọi là chẳng lấy nơi nghĩa, cũng chẳng phải vô nghĩa mới gọi là nghĩa? Đáp, chẳng lấy nơi nghĩa, cũng chẳng phải vô nghĩa, ấy là đạo nghĩa. Hỏi, nếu lấy vô nghĩa thì chẳng thành pháp nghĩa ư? Đáp, pháp nghĩa ấy sao lại là nghĩa? Vì sao? Người xu hướng nơi nghĩa thì là phi pháp, chẳng thành là pháp. Hỏi, thế nào là pháp? Đáp, pháp không âm hưởng mới gọi là pháp. Hỏi, pháp không âm hưởng sao gọi là pháp? Đáp, nơi pháp ấy không có văn tự mới gọi là pháp. Pháp ấy không chỗ được, pháp ấy không âm thanh, không ngôn từ. Hỏi, sao gọi là chỗ đến? Đáp, như chỗ đến được, đây mới gọi là tất cả không đến. Rời lìa nơi có được nên gọi là tôi đến được Như Lai, tu tập các pháp mới có thể đến được. Có thể dứt bậc tâm tôi ta, tất cả chỗ tuyên bày là ánh sáng của trí tuệ. Nhân nơi văn tự ấy mà tuyên bày công nghiệp của Như Lai, chẳng lấy không đến, chẳng lấy sẽ đến. Hỏi, chỗ đến ấy chỗ nào chẳng được? Đáp, lời nói từ nơi miệng là chẳng được. Lời nói từ nơi miệng, trong tâm dựa theo văn tự là chẳng được. Hỏi, thế nào gọi là được? Đáp, không chỗ đến ấy, không chỗ dạy ấy, không chỗ dạy ấy, biết thì chẳng biết tự, chẳng biết tha, chẳng biết tự, chẳng biết tha mới gọi là được. Hỏi, chẳng được thì cái gì làm căn bản nó? Còn được thì cái gì làm căn bản nó? Đáp, sở thọ là căn bản. Hỏi, cái gì làm căn bản của sở thọ? Đáp, có chỗ dựa nhờ làm căn bản. Hỏi, cái gì làm căn bản của chỗ dựa? Đáp, hư ngụy vọng tưởng làm căn bản. Hỏi, cái gì làm căn bản của hư ngụy vọng tưởng? Đáp, trần lao làm căn bản của hư ngụy vọng tưởng. Hỏi, chỗ nào làm căn bản của hư ngụy vọng tưởng trần lao? Đáp, luyến trước làm căn bản. Hỏi, những gì làm căn bản của luyến trước? Đáp, sắc thanh hương vị xúc làm căn bản. Hỏi, chỗ gì là cội gốc luyến trước? Đáp, ân ái kết tập gọi là cội gốc luyến trước. Ở nơi những chỗ luyến trước ấy mà không luyến mộ thì gọi là không luyến trước. Thưa Bồ Tát Thích Ý, ân ái kết hợp ấy tìm cầu chỗ luyến trước thì vĩnh viễn không có chỗ luyến trước. Lúc Đức Phật Thế Tôn thọ ký cho Mật Tích Kim Cang và tiên nói lại pháp ấy, trong chúng hội có 500 vị tỳ kheo được lậu tận ý giải, 200 vị Bồ Tát được vô sinh pháp nhẫn. Kinh Đại Bảo Tích, quyển 13, Hán dịch đời Tây Tấn, Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ.
Pháp hội 3, Mật tích Kim Cang Lực Sĩ, phần 6. Bây giờ Mật tích Kim Cang Lực Sĩ được Đức Phật thọ ký cho, sở nguyện đã đủ. Chủ mong đã toại, vui mừng vòng tay thưa. Bạch Thế Tôn, ngưỡng vọng đấng đại thánh quang lâm đến cõi khoáng giả quốc độ quỷ vương tại cung xá mật tích của con thọ trai 7 ngày. Con cũng kính tịnh các Bồ Tát và các đại thanh văn cùng đến chỗ con ở thọ bữa ăn mọn 7 ngày. Tại quốc độ quỷ vương khoáng giả, các chúng quỷ thần, yêu ma, càn thất bà, ma hồ la già và những chúng sinh khác được thấy Đức Phật Thế Tôn và chư hiền thánh, được nghe kinh pháp, tất sẽ được mãi mãi an vui, không có các họa hoạn. Bèn sẽ bỏ lòng sân hận độc hại trái nghịch. Tứ Thiên Vương cùng quyến thuộc đến cõi quỷ vương khoáng giả. Nếu được thấy Đức Như Lai nghe thuyết pháp, tất sẽ được an hòa, chẳng bị ách nạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phần 6 phần 7 thì con xin giờ lại buổi sau đọc tiếp. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.